Quý phụ huynh và học viên có một câu hỏi mà mình rất là hay thắc mắc, đó là khi mà mình để móng tay đó thì mình có học piano được không? Thì câu trả lời đó là không ha. Để cũng được, mình đánh nó rất là xấu. Mình đánh tại vì tiếp xúc lại chỗ vân này nè. Cái vân này nè, không phải là cái dưới vân tay này, mà cái chỗ đầu móng tay này nè. Khi nó ấn tiếp xúc vào phím đàn, nó tạo một vòng cung ra. Còn không thì cái tay mà nó rất là xấu, để đánh vậy rất là xấu nè. Nó không phải vậy, nhưng mà đánh vậy nè. Mình đánh đó bằng đầu ngón tay, không phải là bằng cái móng nha. Khi mình có móng mà nó rất là khó đánh, nên các chị các cô chúng ta chịu khó hy sinh vì nghệ thuật thôi, có móng tay ha. Rồi, xin cảm ơn.